Đây mày coi coi. Trời đất ơi. Tại sao mẹ mới vừa nói là không được chạy nữa mà con vẫn chạy? Là lý do làm sao? Hả? Có đau không? Nè mày coi coi. Cái gì? Ôi trời ơi. Nè, lấy khăn chậm lên đi. Lấy khăn chậm vô đi. Chậm vô. Có thấy gì không? Có thấy gì không? Thấy gì? Bù bù hả? Coi coi, có máu không không? Trời đất ơi, chậm vô tiếp, chậm vô tiếp. Không chậm vô tiếp nữa. Không chậm vô tiếp nữa. Mà từ giờ về sau còn chạy nữa không? Không được chạy nữa nghe chưa? Dạ mẹ. Nè, để coi coi, để coi coi. Con nói hả, chỉ có một cái đầu gối thôi mà ta nói trầy xước đồ tâm lâm. Đây mày coi lại coi, để mày coi lại. Cho ba, có cho ba coi không? Không cho ba coi luôn hả? Mày đi lấy thuốc mày sức vô nha. Đi lấy thuốc sức vô chay nha. Ok, ngồi im này, mày lấy thuốc mày sức vô cho. Nha. Ngồi khép khép chân vô, rồi thẳng chân ra nghỉ ngơi đi. Ok, ngồi, ngồi thẳng ra nghỉ ngơi đi con. Con muốn đâu? À, muốn vô phòng coi tivi hả? Giờ muốn nghỉ ngơi phải không? Không chạy nữa nha. Ok, rồi đi. Đi. Kìa, chị đó, chị đưa cho con đồ kìa. Nó I got boo boo. Nói đi. Let me see. Để mày coi, mày coi. Rồi mày bồng con vô nha. Đi. Đi với mẹ. Đi đi được không? Con tự đi nha. Không. Không đi được, không không tự đi nữa hả? Giờ muốn đi đâu? Đi vô phòng phải không? Vô phòng nằm coi bé nha. Rồi rồi lên đây nằm coi bé đi, lên đây. Rồi mày đưa iPad cho con. Ú trời ơi, nó nằm luôn, nó không đi được luôn rồi. Xù xà ơi, đây iPad nè. Rồi cà lết lại đi, lết lại coi đi, lết lết cái lết lại đó, lết lại đi, lết đi chứ giờ làm sao. Con, mẹ bồng cho con ngồi vậy hả? Mẹ coi coi. Người dậy xong chơi iPad. Quay người qua nằm coi iPad đi. Quay người qua nằm coi iPad. Ủa chứ giờ muốn gì? Muốn ngồi dậy hả? Muốn ngồi dậy, ok ngồi dậy. Ui trời ơi, đỡ em bé. Rồi, rồi cả lết qua, lết qua iPad. Lết qua, đúng rồi, lết qua. Lết đít qua. Lết qua. Đúng rồi. Không cười chay rồi, không cười chay nữa, ok. Gì? Không cười nữa. Không cười, ok, không cười nữa. Trời ơi, của con để ai bắt được lên chân luôn à. Rồi dữ trời. Trời đất ơi kìa, trời ơi, cái tay móng chuyên nghiệp chưa. Ôi chào ơi. Mẹ ơi, không cười nữa, không cười chay nữa. Dữ quá, dữ luôn. Ôi trời ơi, nó chơi công chúa mấy cấp luôn. À đâu, công chúa này, đây mày coi cái chân này. Ôi trời ơi, bây giờ phải đi lấy thuốc sức vô. Trời ơi, con đừng có bỏ cái tay con lên chơi này. Cái tay con không có vệ sinh đâu đó, đừng có bỏ lên. Mẹ không có đụng vô đâu, mẹ không có đụng vô đâu. Mày chỉ thổi thôi nè, con mày thổi nè. Lấy tay ra mày thổi. See, it's better, right? Lấy tay ra. Mẹ không
Không thổi nữa hả? Thôi ơi, để cho ngoại coi coi. Cho ngoại coi. Lấy tay ra. Cho ngoại coi. Con này nhát lắm. Nó nhát lắm. Con cười không đánh nữa mẹ ơi. Không đánh nữa mẹ ơi. Không đánh chay nữa hả? Ừ. Mẹ cười chay nha. Không. Sao hả? Mẹ cười. Liêu liêu mất cỡ con chay. Liêu liêu mất. Không. Liêu liêu mất cỡ con chay. Không. Ôi ơi, cái đầu tóc nhìn thấy bắt mệt. Có ai mà bắt mệt cái đầu tóc này? Tôi thấy cái tôi bắt mệt cái đầu tóc này quá đi thôi. Ôi trời, con nó chè chè gì? Nó nhờ té vậy mới chịu đi vô đó, chứ còn không là con còn chạy ngoài đường nữa. Phải không? Phải không? Nhờ té vậy mới đi vô. Coi cái mặt này, cái mặt này. Không nhớ mặt chi nữa hả? Thương quá nhéo một cái được không? Thương quá nhớ thêm cái nữa được không? Thôi mày cười chay nha. Cười hi 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 hi. Không cười hi hi nữa hả? Vậy cười. Không cười ha ha nữa. Không cười ha. Vậy cười. A hi hi. A hi hi. Không. A hi hi. Cười. A hu hu. A hu hu. A ha ha. A ha ha. Nè. Nè. Gì? Đừng có đụng cái tay vô nữa, để nó đi. Trời che coi cái bàn tay bà che, bà búng cái tay bà lại bà che, chứ không phải bà che thường nha, bà búng lại. Búng vậy nè. Búng lại. Thường má thì thôi á. Tôi có mặt này má được sao? Búng nè. Hung mặt má. Không mà hung mặt sao? Ủa chứ hung đâu? Không hung mặt hung đâu. Không hung mặt nó hung đâu, hung dưới chân nha. Không. Đi chơi hung đâu? Hung nách nha, đuôi nách thì không biết ai. Nó make up rồi cô chú, đó cô chú coi nó make up nè, đó. Nó sơn môi xong rồi. Rồi make up đi. Kéo nhẹ nhẹ thôi, con kéo nhẹ nhẹ thôi, kéo mạnh quá. Rồi make up đi. Đó, nó make up rồi cô chú thấy không? Ôi cái mặt cái ghét quá đi thôi á. Mẹ ơi sao? Trời ơi cái mặt ơi. Mẹ. Cái gì? Mẹ ơi đừng có đụng con. Mẹ ơi đừng có đụng con á, thấy không? Lết 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 lết. Lết bị vậy là phải lết chứ không có được đứng. Cancel, đúng rồi, lết, lết đi con, lết đi. Thôi để mày lấy, đi lấy thuốc sức. Đây, cô chú ơi, không gian sống của chay nè cô chú. Oh wow, hiện tại bây giờ cũng 1 giờ rưỡi trưa rồi đó chay. Cái gì không 1 giờ rưỡi trưa nữa. Người ta đang nói giờ. Ê, đi đâu á? Này, đi ra, đi trước đi, mày cầm cho. Đi đi. Cô chú nhớ cái này á. Là ở trong cái hồ bơi của chay không? Là chay chay lặn. Cái gì bông con hả? Con đi bộ ra đi. Chạy bộ ra. Đi trên cỏ đi, thì đâu có nắng đâu. Đi trên cỏ thì không có nóng, đi trên cỏ. Ok, let's go. Cái, Ngọc thấy nó thích cái dòng đó, lặn quá đó. Ngọc mua cho nó Ngọc, cái chỗ bơi Ngọc mua cho nó luôn cái dòng lặn đó chay ơi. Nhưng mà nếu mà con để sâu quá là con lặn không được á nha chay, phải để gần gần thôi. Chạy đi, go this way, go this way, go over here, say hello. Hello. Hey. How's the water? Okay. Ngọc hỏi nước làm sao, bà nói hơi lạnh nhưng mà ngồi xuống quen rồi thì hết. Chạy đi, chạy đi, go go. Yeah, đó xử lý đồ đất gì chạy đi. Đó đó, mấy con vịt này là tự đẻ nè. Tự đẻ rồi tự sống. It's the baby ducky.
That's a mommy doggy, not daddy dog. Mama ducky with the baby ducky. Nó nói hả con vịt. How many duckies are there? Can you count? Cow, can you count? 1, 2, 3. Đó mấy con vịt này đó tự đẻ xong rồi tự sống rồi tự đi rồi tự lớn rồi tự đồ rồi kia năm sau là thấy nó lớn hơn vậy mà không ai ăn nha các bạn nha, không ai bắt ăn đâu. Ok, go under the water to get the ring chị đi, lặn xuống đi con, lặn xuống để lấy lặn xuống xa nữa, xa nữa đó. Xạo xạo đau đâu làm gì đâu đi lại. Đi lại kia kìa. Xa xa ra chơi, đừng có lại người ta chơi rồi. Để cho người ta không gian riêng của người ta tắm đi. Rồi dục xuống, dục xuống, dục xuống, dục xuống rồi lấy con. Đó làm bộ dục xuống rồi lặn xuống đây. Cái này mà phải có mẹ tắm với chơi mới vui hơn. Put it, yeah, you got it. Perfect. Good job, JD. Deeper. Put it deeper. Sâu hơn nữa, deeper in the water. Gì vậy? Deep. Này mà có hồ bơi mới vui hơn còn cái này. Trời ơi, bà dục kìa. Trời ơi, bà dục cái mấy con vịt chạy lại. Mấy con vịt tưởng đồ ăn. À, tội nghiệp quá à. Đi vô lấy đồ ăn cho vịt nha. Chị, đi vô lấy đồ ăn cho vịt nha. You wanna give the baby ducky some food? Đứng im đây nghe dịch vô lấy đồ ăn cho nè, đứng im đó đi. Đó, đem đồ ăn đi. Con đi, con đứng đứng xích ra, con đứng xích ra. Không mấy nó sợ, đứng xích ra. Đúng rồi, lùi lùi tới rồi. Đem nguyên cái bao popcorn. À. Nè chay, lại lại lấy cho dịch ăn nữa đi con. Đừng có lại gần quá. Lại gần người ta sợ. Đây nè, ducky. Mẹ ơi cho con nữa đi. Đó, kìa con vịt ăn dễ thương không? Con nghiệp không? Đi kiếm đồ ăn ăn đó, tội không? Chay à, cao gì đó, coi nó làm vậy không? Người ta sợ người ta đi cái ai? Nó cho ăn mà nó yên như là bảo táp vậy đó. Ăn hộp xong. Ok. Trời ơi, nó bỏ vô miệng nó ăn cá xong rồi nó cho. Chay ơi, mẹ nói là đừng có đi lại gần quá vịt sợ. Mình cho người ta mình cũng cho đàng hoàng chứ mình đừng có sổ sàng, hiểu không? Mình giúp người ta là mình phải giúp nhẹ nhàng chứ mình đừng có vừa giúp mà mình vừa la người ta, hiểu không? Cái đó cũng như là cái bài học của cuộc sống vậy đó. Mình giúp ai rồi mình đừng có kể, phải không? Đừng làm ta mà là ừ tôi giúp mày nè. Yêu 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 là để cho dịch ăn. Rớt dưới đất rồi đó, nó nói yêu có được nó không? Ủa giờ mẹ cho dịch hay cho con ăn vậy? Ủa giờ con cũng là một con dịch đó hả? Con có phải là một con dịch xe hai cánh không? Đừng có đi. Cái con chay này nó kêu đừng có đi lại đâu mà. Con nghiệp không? Ăn quá trời ăn luôn. Giờ này giờ tự nhiên ra quay dịch, tự đi ra quay chay mà cuối cùng quay dịch luôn. Đó, ăn đi dịch ơi. Nói sao? Mẹ ơi sao? Cho dịch ăn với. Quá trời ở luôn á. Trong đu đá gì có ai làm gì ở trong đu đá? Đó. Tính ra mấy dịch này là cũng dạng người lắm rồi đó. Mà mấy dịch này thường thường ở dưới sông nó ăn cỏ không à. Ai mà có bắt nó lên ăn hôn cỏ thì bà thì cỏ mà. Không làm gì. Chứ tôi con. Đó, mọi người không? Thấy được ăn mừng mọi người không? Cái gì? Đừng có lại gần. Gió nhiều nên nước sông nó hơi lạnh. Chay tự nhiên đi chơi xong rồi, đang chơi xong cái mẹ cũng muốn tắm. Vô thay đồ tắm cho nó. Cục vàng đó cô chú ơi.
enough rất gì hả, là ý là cho vịt ăn đủ hả? Giờ tới vịt này ăn nha. Nha, vịt đây nè. Vịt đây nè. Cho nó kiếm. Đây nè, vịt. Nó quay nó kiếm vịt. Không. Đây nè, vịt. Vịt nè. Nó vịt. Vịt. Mẹ kêu chay là ăn vịt đó. Giờ tới vịt này ăn nha. Nè, cho vịt ăn nè. Ăn ngon vịt. Hả? Không, nói chờ cho vịt này ăn ngay, quay đi kiếm tưởng ăn vịt sao. Này là ăn vịt đẹp này. Trời ơi, vịt đẹp mang 12 dòng máu luôn, thấy ghê không? Từ mà khi mà Ngọc mua cái kit đó, cái mà để kiểm tra con chay băng bao nhiêu dòng máu á, có người á có nói vô nói nè. Phí tiền. Bỏ ra mười mấy triệu để mua làm chuyện lãng phí. Rồi có người nói thì ủa vậy thôi hả? Ừ vậy thôi. Trời đất ơi, người ta mua để người ta kiểm tra, để người ta hiểu biết thêm, để người ta biết thêm về kiến thức về cái nguồn gốc của mình. Mỗi người á có một cách xài tiền khác nhau nha mọi người. Có người xài vô việc này việc kia. Thì theo ý của Ngọc á thì á hả, người ta làm ra tiền thì người ta xài sao thì cái đó là tùy hỷ người ta, tùy ý của người ta. Xài sai rồi mình xài đúng, mà là người ta xài đúng rồi mình xài sai, không đúng. Nhiều khi mình thấy cái chuyện đó là lãng phí, nhưng mà người ta đối với người ta thấy đáng, người ta thấy xứng đáng. Mời đi cho vịt ăn tiếp đi con. Nè 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 lắm nè. Ê lắm, sẵn xuống, lặn xuống, lặn lặn xuống. Giờ dục ba sâu nữa nha. Đưa đây mẹ, mẹ dục cho. Ăn dục nữa, ăn dục. Hả? Ăn dục nữa hả? Không, phải dục đây nè, mẹ dục nè. Mẹ dục này nha. Không dục far away nữa, nó đừng có dục xa nữa. Hái được gì? Trời ơi, thấy thương không? Hả, con nữa nè, cho nè. Lụm chưa? Lặn xuống lụm ơi. Rồi bây cho vịt ăn, lẹ lên lặn xuống lụm. Thấy không? Cái gì lâu rửa? Kìa đợt kìa. Kìa mía. Đợt kìa cái mía. Sao vậy? Here you go, come here. Sợ hả? Rồi ăn đi chứ đọc. Hả? Không dục xa nữa hả? Đưa đây cho mẹ coi, con lục vô cái bếp kỳ vậy. Rồi, dục nữa nha. Ok, đứng đó đi, chơi đứng đó đi. Mẹ dục nè, nhìn nè. Dục nè. Rồi, quát nha, 1, 2. Rồi, ra lụm đây. Giống như mà chó mà thải cục xương cho chạy lượn lụm. Lặn xuống, 1, 2, 3, vô. Trời ơi, nó lấy cái chân nó móc lên có được không? Có được không? Được này không? Ủa vậy cho tốn tiền cho học bơi làm gì vậy? Mua dây này để huấn luyện để làm gì vậy? Ta không dục phao quay nữa. Ủa vậy mua cái dây này để làm gì? Hả? Mua dây này để làm gì? Dục phao quay rồi hả? Mẹ dục xa hả? Ok, bây giờ mẹ dục pha quay nữa nha. 1, 2, 3. Lặn, phải lặn xuống lấy mới được, con không lấy là không được đó nha. Lặn xuống, 1, 2, 3. Có được không? Nó lấy cái chân nó móc vô nữa rồi đó. Móc cái chân rồi. Ủa, tại sao la đất gì? Này. Ừ, nước lạnh thiệt á. Bây dạo này là bây giờ nước lạnh lại rồi nha. Dạo này là bớt. Catch, you wanna catch? One, a two, a three. Yo, wow. Nó muốn chụp. Rồi, lặn xuống lấy lại lên.
Good job, JD. Đưa cho mẹ, mẹ thải nữa. Ủa chứ sao con kêu mẹ thải đã rồi con nói không được. Đúng rồi, lặn xuống vậy hả? Dục nha. 1 2 3 nhìn nè. Ra lấy đi. Không ra lấy là mất á, không ra lấy là mất á, lẹ lên. Ra lụm đi. Cái gì? Lucky lụm for me hả? Trời ơi, nó kêu dịch lụm giùm ra đó có được không? Nó nói Lucky đất gì lụm for me. Trời ơi, ta đã để ngoài đó chúng nó trôi đi mất tiêu nè. Ra lụm đi. Trời ơi, đất gì lụm for me. Vừa tiếng Việt mà vừa tiếng Anh luôn, thấy ghê chưa? Đất gì là con dịch, lụm là tiếng Việt nè, for me là cho tôi. À. Rồi đã mất tiêu rồi. Có không? Ăn dịch ăn nãy giờ ngán rồi, ăn nãy giờ no ngán rồi đó. Đã đời gì nữa. Mười. Wow, rồi lại lặn đi, lặn xuống lấy đi. Lặn đi, lặn. Chỗ gần thì nó dám lặn, mà còn chỗ sâu quá nó không dám lặn. Đó, khách gọi nữa đó. Dạ luôn. Con Lan nha, cậu ơi. Dạ, con chào con. Con